Mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Mậu Dần, tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày Mậu Dần, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi Nhâm Thân, Giáp Thân, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung với Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Thân, Giáp Thân, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Sửu, Ất Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thủ tự thì xấu, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng, sao Tội Chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, được chính quan nâng đỡ, người tuổi Tý nhờ vậy sẽ được hỗ trợ tối đa để hoàn thành công việc của mình nhanh chóng. Ngày này, quý nhân của bản mệnh có thể là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo, vì thế hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn. Ngày này, nếu có ý tưởng hay đề xuất nào, bạn hãy cứ mạnh dạn đưa ra chính kiến, đừng quá dè dặt làm gì, bạn sẽ bất ngờ với những thành quả mình đạt được. Rất có thể ý kiến đột phá của bạn sẽ vạch ra hướng đi mới cho tập thể. Cho dù có ai đó phản đối đi chăng nữa, nhưng đó lại là lúc bạn có thêm kinh nghiệm để chỉnh sửa ý tưởng của mình. Tuy nhiên, thủy sinh xuất cho mộc khiến vận trình tình duyên không được như ý. Có thể những hiểu nhầm trong việc bất đồng quan điểm khiến hai người xảy ra mâu thuẫn, nhưng đừng quá nặng nề, bạn nên thử lắng nghe để hiểu nhiều hơn về đối phương. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, được hỗ trợ tối đa để hoàn thành công việc của mình. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, quý nhân có thể là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, mạnh dạn đưa ra ý tưởng hay đề xuất. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, đôi lứa tồn tại mâu thuẫn nên lắng nghe đối phương nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 27, số 65. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu.
Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Trong một ngày có sự xuất hiện của thương quan, người tuổi Sửu khó mà được an ổn làm việc của mình khi liên tục có những vấn đề từ ngoại cảnh khiến bạn bị phân tâm. Không phải là trục trặc máy móc thì lại là rắc rối đến từ đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ. Hôm nay quả là một ngày nhiều thách thức với con giáp này. Dù vận trình ngày tiềm ẩn nhiều điều khó lường như vậy, nhưng vốn là người bản lĩnh nên chút thử thách nơi thương trường khó lòng có thể đốn ngã bạn. Thậm chí, càng khó khăn, bạn lại càng tỏ rõ sự quyết tâm của mình và cũng chính vì thế mà bạn sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc, đạt được điều mình mong muốn. Ngày một khắc khổ, muốn chuyện tình cảm êm đẹp, bản mệnh nên học cách bao dung cho người ấy hơn. Không ai hoàn hảo 100%, ngay cả bản thân bạn cũng vậy. Mọi chuyện đều có thể giải quyết khi cả hai chịu nhường nhịn và thông cảm cho đối phương. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim, khó tập trung làm việc do bị tác động từ ngoại cảnh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy, có thể đối mặt với rắc rối đến từ đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa, vượt qua thử thách bằng bản lĩnh của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ, càng khó khăn, càng tỏ rõ sự quyết tâm. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc, nên học cách bao dung cho người ấy hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 18, số 52. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường: cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, các tinh thiên ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong ngày thứ tư này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh. Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú hổ đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày hôm nay bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé. Mộc khí vượng có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe cho con giáp này, nhất là những người có tiền sử bệnh về gan. Bạn nên xây dựng chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi điều độ để giảm gánh nặng cho gan. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy, có sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa, có cơ hội thể hiện năng lực, nhận nhiều lời khen. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ, hầu hết các kế hoạch, dự định đều diễn ra suôn sẻ. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc, việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, chú ý chế độ sinh hoạt, ăn uống để bảo vệ sức khỏe. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 68, số 60. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới được chính ấn chiếu mệnh, làm tăng thêm sự tự tin cho người tuổi Mão. Nhờ vậy, dù có phải đương đầu với bất kỳ khó khăn và thách thức nào trong hôm nay, bạn đều giữ vững quyết tâm đi theo con đường mình đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết,
Bạn hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu, còn yếu ở mảng nào để kịp thời điều chỉnh. Bạn chỉ cần chăm chỉ và đừng quên áp dụng một chút sáng tạo trong công việc là công sức bỏ ra sẽ được ghi nhận kịp thời. Kết quả có thể sẽ đến muộn nhưng sẽ rất vững vàng và hoàn toàn là những gì bạn xứng đáng được nhận. Ngày có chi mộc sinh can bính nâng đỡ cho vận trình tình cảm của bản mệnh hôm nay hanh thông. Người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn, xung quanh cũng có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận. Nhưng lúc này bạn nên tỉnh táo để bước ra khỏi những cám dỗ, nhất là với những lời đường mật nghe có vẻ bùi tai nhưng chưa biết chừng ẩn chứa cạm bẫy đằng sau. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, có thêm sự tự tin, quyết tâm đi theo con đường đã chọn. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, không ngại đương đầu với bất kỳ khó khăn và thách thức nào. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu, còn yếu ở mảng nào. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc, đừng quên áp dụng một chút sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim, người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 36, số 67. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi 12 con giáp hàng ngày nhận thấy, ngày thứ tư hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng đối với người tuổi Thìn khi bạn có thực thần nâng đỡ để làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy. Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển. Ngày này bạn nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh của mình. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt. Thổ mộc xung khắc nhắc nhở vận trình tình cảm có nhiều hung tinh đe dọa, vợ chồng ở bên nhau dễ nảy sinh mâu thuẫn, hòa khí trong nhà bị phá vỡ, nội bộ gia đình lục đục. Đôi lứa yêu nhau ít dành thời gian tương tác nên mối quan hệ nhạt nhòa, đề phòng kẻ thứ ba lợi dụng chen chân vào mối quan hệ. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa, làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ, phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn có nhiều khởi sắc tích cực. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc, được tạo cơ hội phát triển nhờ các mối quan hệ tích lũy từ trước. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim, nên tận dụng những gì đang có để làm hậu thuẫn cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy, vận trình tình cảm có nhiều hung tinh đe dọa, nhiều mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 12, số 68. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc các tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. May mắn công việc hôm nay được thiên ấn chiếu cố nên Tỵ vẫn là người đóng vai trò quan trọng ở cơ quan. Những bạn làm y dược, kỹ thuật hoặc làm nghề tự do cũng có chút lộc từ khách hàng, sở lợi thì được trời thương quả không oan nhưng đừng kiêu ngạo nhé. Thế nhưng tiền bạc lại xui xẻo vì lâm tương hại. Tử vi khuyên những người tuổi Tỵ nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm các hạng mục đầu tư mới để tăng thu nhập. Không nên trông cậy vào bất cứ ai, bây giờ ở xung quanh bạn người tốt thì ít mà tiểu nhân thì đầy rẫy. Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ mộc sinh hỏa. Buông bỏ quá khứ khiến bạn có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn cho ngày hôm nay. Hợp tan là do duyên số, bạn đã hiểu được chân lý này nên nếu có bị ai đó lừa dối cũng không bất ngờ cho lắm.
khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, thực hiện công việc một cách có kế hoạch. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, đã quyết tâm thì phải làm cho tốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tiêu tiền có ý nghĩa và có giá trị cho người khác hoặc cho mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, dành thời gian cho những việc quan trọng nhất. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đừng hoảng sợ vì những chuyện vặt vãnh. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 21, số 90. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc các tường: đỏ, xám. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Có tam hợp che chở cho vận trình ngày thứ tư này của tuổi Ngọ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua. Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ các khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát. Hôm nay, người tuổi Ngọ có bán hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng. Người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Công việc có khởi sắc rõ rệt, có thể được cất nhắc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, tài lộc tăng lên, có thể tranh thủ các khí để mở rộng thu nhập. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đường tình duyên càng thêm vượng nên mở rộng mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 36, số 75. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: hồng, tím. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Thương quan xuất hiện trong tử vi ngày hôm nay của tuổi Mùi, tác động không nhỏ đến vận trình của bản mệnh. Có thể lúc này có nhiều ngán trở, nghi ngờ và dèm pha về con đường bạn đang đi nhưng hãy thật cứng rắn, đừng dễ dàng gục ngã và từ bỏ. Quan trọng nhất vẫn là bám chặt mục tiêu đã đề ra từ trước. Đừng vì phút nản lòng mà hủy bỏ mọi nỗ lực từ trước tới nay. Chẳng ai có thể sống thay cho bạn cuộc đời này, lựa chọn hôm nay mang tới kết quả ra sao phụ thuộc vào nỗ lực của bạn chứ không phải lời ai đó nói. Nếu bạn đã quyết định đi trên con đường này, hãy kiên định và dám chịu trách nhiệm dù việc gì xảy ra đi chăng nữa. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, ngày hôm nay bạn cần phải có sự nhượng bộ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Trong mọi tình huống, cần cố gắng khéo léo trong cư xử và đừng quá thẳng tính nhé. Lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương rất khó hàn gắn cho người ấy. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim. Chịu nhiều ngán trở, nghi ngờ và dèm pha về con đường đang đi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy. Hãy thật cứng rắn, đừng dễ dàng gục ngã và từ bỏ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa. Bám chặt mục tiêu đã đề ra từ trước để công sức không thành công cốc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, hãy kiên định và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc,
cần phải có sự nhượng bộ nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 18, số 61. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Thân có không ít nỗi buồn tình cảm khi gặp ngày có cục diện dần thân tương xung như hôm nay. Đôi lứa dễ gặp phải những rạn nứt trong mối quan hệ tưởng như bền chặt. Mâu thuẫn, căng thẳng dồn nén lâu ngày mà không tìm được nơi để chia sẻ ắt sẽ có lúc bùng nổ, phá tan hết những gì hai bạn cố công gây dựng bấy lâu nay. Những bạn độc thân ngày càng sốt sắng vì vẫn mãi lẻ bóng trong khi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Thậm chí bạn còn có suy nghĩ hay là cứ nhắm mắt đưa chân cầm tay người mình chưa hề rung động. Điều này có thể là sai lầm lớn mà bạn phải hối hận sau này. Gạt bỏ những chuyện không vui đó, thiên tài soi đường chỉ lối, tài lộc theo nhau về túi con giáp này. Người làm công ăn lương có cơ hội để cải thiện thu nhập của mình, tuy hơi vất vả một chút nhưng bù lại bạn có thể thấy thoáng tay hơn khi chi tiêu. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy, đối mặt với nhiều nỗi buồn tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa, đôi lứa dễ gặp phải những rạn nứt trong mối quan hệ. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ, mâu thuẫn, căng thẳng dồn nén lâu ngày đến lúc bùng nổ. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc, người độc thân chớ nên nhắm mắt đưa chân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim, tài lộc theo nhau về túi, có cơ hội để cải thiện thu nhập. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 22, số 11. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường: bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình ngày mới, công việc của tuổi Dậu lâm thương quan giáng họa, nên nhiều bạn đang nung nấu ý định nghỉ việc giữa chừng, nghỉ học hoặc bỏ dở công việc mình đang làm vì bất lực, mệt mỏi. Bạn đam mê tự do nên chỉ thích những công việc thoải mái, không gò bó nhưng vẫn đảm bảo kinh tế. Có những chuyện mình sẽ không bao giờ tính trước được, nhất là chuyện tiền bạc. Nhiều người nên cân nhắc kỹ chuyện nghỉ việc vì sau khi nghỉ bạn khá là bấp bênh. Thời gian này nên an phận thì hơn, càng hay xê dịch thì kinh tế càng khó khăn thêm. Cục diện kim khắc mộc kéo đường tình cảm đi xuống. Đừng xây nỗi buồn quá lớn, đừng nuôi hy vọng quá nhiều để rồi làm khổ mình. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần bạn biết dũng cảm buông tay thì tự khắc sẽ hạnh phúc. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Tức giận là bởi vì cảm thấy mình không được tôn trọng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Nổi nóng không giải quyết được việc gì hết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Công việc có chút trục trặc nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Nên tập trung vào bản thân nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Đừng sợ bạn bè rời xa mình, đó là duyên số. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 14, số 63. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường: trắng, tím. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Với người tuổi Tuất bước sang ngày mới, có tam hợp chỉ lối dẫn đường, nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng. Công việc trong ngày này cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy. Ngũ hành xung khắc là điềm báo tình duyên của bản mệnh đang lung lay. Dường như bạn đang quá cố chấp khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, không quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của đối phương. Sự độc đoán chuyên quyền của bạn sẽ như một quả bom nổ chậm đe dọa tình cảm của hai bạn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa, đường tài lộc khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ, tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc, dự án đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim, những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ đường tháo gỡ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy, tình duyên lung lay vì sự cố chấp và ngang ngược. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 36, số 87. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: ngọ, mão, dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới gặp cục diện, dần Hợi nhị hợp, đây là tín hiệu cho thấy hôm nay là ngày người tuổi Hợi được các khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu. Tuy nhiên, thiên quan có thể gây không ít thị phi nhiễu nhương khi những thành quả mà tuổi Hợi đạt được khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt. Bản mệnh cũng cần học cách kiềm chế bản thân hơn nữa, tránh có phát ngôn hay hành động nào trong lúc nóng nảy, mất bình tĩnh. Thủy sinh mộc mang tới đào hoa vượng, những người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa, được các khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ, dễ dàng vượt qua thử thách khi tìm kiếm thành công. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim, gặp nhiều thị phi nhiễu nhương do tiểu nhân cản trở. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy, đào hoa vượng, những người độc thân dễ bỏ lỡ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 45, số 76. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc các tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: mùi, mão, dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.